Không. Giữ cái dưới thôi. Thôi 50 rồi mày ơi. Thôi 60 thôi, 60 rồi. Đạp cái vàng lại, giữ cái vàng lại kìa, bỏ cái tay. Phúc, Phúc cẩn thận nha, thông nó bỏ tay ra rồi mới giật nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.